Xin chào các bạn, nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy chưa đăng ký để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh. Trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án đến từ MetaSwap. Để tham gia dự án AirDrop này thì mọi người follow link trên Meta cho mình, sau đó mình hoàn thành các nhiệm vụ trên tab TTA kèo như này nhé. Sau khi vào đây bấm bắt đầu, rồi tiếp theo bấm AirDrop. Ở đây mọi người sẽ làm các nhiệm vụ cho mình. Ở đây follow Twitter này, bấm theo dõi kênh Twitter, sau đó mọi người like và retweet là bài đăng. Ok, ok, quay trở lại AirDrop, ra vào kênh Telegram này, bấm tham gia kênh, sau đó chat cho mình từ đây. Ok, quay trở lại tiếp tục cho vào kênh trên new dự án, bấm tham gia kênh. Ok, ok, sau đó quay trở lại AirDrop, tiếp tục do vào kênh Discord, bấm thêm chấp nhận là mời cho mình. Rồi sau kéo sang phải này, mọi người sẽ bấm vào AirDrop. Đấy, ok, quay trở lại AirDrop, do vào kênh Instagram, bấm follow, rồi sau đó quay trở lại AirDrop. Ở đây bấm submit. Ở đây mọi người sẽ nhập username kênh Twitter của mọi người vào cho mình nhé. Rồi tiếp theo là nhập kênh Instagram, username kênh Instagram thì mọi người sẽ gắn account đâu cho mình nhé. Ok, tiếp theo là username kênh Discord, kênh Discord thì mọi người không cần gắn account nhé. Ok, và địa chỉ ví mà copy địa chỉ ví ETH hoặc là địa chỉ ví Binance Smart Chain ở trên ví Trust Wallet hoặc là ví MetaMask nhé. Sau khi vào đây sao chép địa chỉ ví cho mình, rồi sau đó mình sẽ gửi địa chỉ ví vào Telegram. Ok, tiếp tục địa chỉ ví ERC20 thì mọi người cũng nhập địa chỉ ví này nữa luôn nhé. Rồi ok, và cuối cùng hình như dự án này không có link red mọi người nhé, dự án này không có link red nên không thấy gì Weston AirDrop Discussion. Như vậy là mình hướng dẫn mọi người dự án AirDrop đến từ MetaSwap. Cảm ơn mọi người đã xem video, tạm biệt mọi người, hẹn mọi người những video dự án tiếp theo.